catch me if I fall. Cái đền khó quá, đi vô quay nó mạnh chết luôn mà. Bây giờ đi đà xuống địa ngục đao cái quằn đỏ đỏ, cái quằn gì ta, quằn địa ngục. Địa ngục nào, địa ngục dưới nhà mình hay là địa ngục bên kia? Dưới nhà mình á. Giờ đó mình chưa đào tới địa ngục nữa. Bây giờ đào cái quằn đó thì phải có một cái thuốc đi trên nhung nhà, đi qua nhung nhà. Thuốc đó làm bằng cái cây màu đỏ đó. Mình có hai cây à. Hai cây làm được hai bịch. Má, đây bằng nhìn đâu ra vậy? Nhìn đây luôn ạ. Tạm thời đào xuống dưới nè. Rồi sao mấy cây này lẩu lớn vậy ta? Mấy cây này có khi không cho trong gần mấy cây bằng. Trong gần mấy cây bằng nó lớn đéo nổi nữa. Mẹ dưới này có giày đồ tùm lum vậy. Có thuốc bít về nữa mà. Đào thẳng xuống dưới đường một cái. Chỗ này có gì rồi. Dung nham chảy không nước rồi, nó thành cái gì á em ạ? À? Oxygen, oxygen, đào được á, đào cái oxygen nó quan trọng. Nó anh mới cho nó chạy xuống kìa. Bây giờ làm sao đào với cái oxygen này nè. Hạt gì thật đó, cái này để làm nâng cấp cái kiện của anh lên level 2 đó. Là cái kiện của anh có thể kháng được lửa. Tụi nó phóng trượng lửa vào người anh không bị cháy nữa. Nén rồi nó anh. Này đang đào các viên thạch này. Né đi. Bảo né đi rồi. Đó, không được. Mình bị kẹt. Nó mình kẹt cục đá nhỏ nhỏ. Ủa nó chạy ở đâu ra lâu vậy? Đó, nó bị kẹp một cục đá nhỏ nhỏ kia đó. Nhanh lên cái. Hả? Đấy, bây giờ nó mới chạy nè. Ê sao lưng tôi? Chết mẹ nó kẹp giữa. Không. Nhìn lên trên. Ui, ở trên là một quả nhung nham hơi bị bự luôn. Phải chặn lại thôi chứ kiểu này đéo đào được đâu. Cái gì được xong rồi giờ chặn cái gì mà mở hạt tiền thạch của mình
Không, cho nó chạy xuống dưới kia. À, giờ sợ rồi. Kẹt gì đây luôn. Hay quá, mình có cái đội nhện này. Đúng rồi, đốt đôi. Ê ê. Con dơi kìa. Coi gì nè. Mô mình đâu vậy nè. Ừ để nè, bên dưới có cái đường ray hay gì em ạ? À? Đường ray, đường ray. Là đường ray. Chắc lại làm cái số nước quá. Mắc đường ray rồi. Ây da. Móc móc móc. Rồi ok. Má rút kìa. Đi nhảy lên để coi đường ray như thế nào này. Ê coi chừng lão mẹ dung nham nha. Không dung nham này chạy được mà. Đi qua bên phải trước đi. À, dùng nhau này chạy theo đường này. Hết đường rồi, bên này thôi. À, đi cắm đuốc rồi chứ. Bom kìa, thấy không? Thấy cái kết bom không? Nổ cái bánh xác luôn. Chỗ này yếu lắm. Đéo cắm đuốc được ta. Ủa hết rồi à? Hơi yếu. Ta tiếp tục công việc đi. Hơi gió đây. Đây có cái gì nè? Giờ em để làm cái số. Số nước làm chục cái. Có nhà làm chục cái số nước. Số rộng có thể dùng để mất một lượng chất lỏng. Ok. 10 ngày. Má con zombie mà. Zombie mà xuống dung nham mà chịu được 4-5 phát luôn ạ. Yeah.
trồng trong nước đó, mình múc nước ở đâu? Trong suối đồ. Rồi cứ mỗi lần biến về rồi đổ xuống hả? Hang động đâu? Đây, ở đây có nước nè. Làm hai số đi. Mười nước. Ê, con bướm bướm. Bướm bướm để dắt mình đi đâu đây? Bướm bướm. Các diện tích đào mẹ cái hang đó. Đéo có vậy đâu chứ. À, có bao nhiêu vậy chia đôi chứ. Đây đây đây. Cầm đỡ cái này nè. Ok. Má có cái nào mà chia nhanh hơn không nhỉ? Ngắt rồi chia nữa luôn hả? Ừ. Chắc chip hay gì đó. Xếp kho đồ. Xếp nhanh quá, phải dí chuột phải này, dí chuột phải cho nó chạy. Rồi đó. Ok, mình tạo ra. Nha, bao nhiêu nước cho đủ trời. Qua cuốc cho nghe chết luôn rồi. Cuốc lên mặt ra. Bạch kim nha. Kim. Ở đâu? Kim. Còn nước không? Đổ thêm miếng nước qua đây đi. À mà thôi. Xuống mẹ dưới rồi. Hết mẹ nước. Má,
mình mà đào trực mẹ xuống cái ổ dung nhà hôm nay nước bao cho nhiêu cho đủ nha. Vãi chữ nghe cái ổ dung nhà. Sắp thầy ngủ rồi đó, thầy mau. Lọc không? Lọc khe, lọc khe. Okay. Kìa. Dây còn nè. Nhớ lên. Trong xương cái con. Ok. Trong lượng còn 300. Em đứng ở trên kia em bấm dây nó có xuống không? Thử coi. Xuống kìa. Xuống luôn hả? Ừ. Đang đào quảng vật luôn. Đúng rồi, địa ngục rồi đó. Nó còn dơ 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 dơ. Em ơi. Thấy gì không? Đây đây. Người cái nhà. Bây giờ làm gì có điểm tường mà. Giờ là phải có rất là nhiều đất để mình xây đường. Anh có đá nè, bùn nè. Để em về ra lấy đất này. Bùn không được hả? Bùn cũng được. Mà nhiều không à? Có 16 bùn nhưng mà đá nhiều lắm. Đá thì bị đá lấy uổng lắm. Sau đá xây nhà lấy tuyết nhỉ? Tuyết nóng có chạy không? Không. Khối bùn 500. Ừ, lấy khối bùn đi. Ủa, đất nhớ mình nhiều lắm ta. Sao lại hết? Khối gì? 500. Mẹ đây hấp nhìn thật nhiều lắm em ơi. Cái này cũng là hắc diện thạch luôn à. Nè. Mấy cái tường này hay gì nè. Đâu cái tường đó là gạch hả? Gạch hắc diện thạch.
Hát diện thạch khác, con tương hát diện thạch khác nữa. Tương nó được làm bằng hát diện thạch. Mẹ có con gì gãy ghê vậy, tức luôn đấy. Ây da. Tao bắn cái tương kìa. Không nhớ được, còn nó bắn anh được. Anh sắp đi rồi. Để anh đào mẹ xuống dưới luôn. Đèn lồng đuốc quỷ. Mày sao anh lên? Này để làm cái ngày trước hả? Úi to. Cái này rồi đây là nó cháy hết rồi. Đi đường đây. Cái này chắc phải cho nó chạy xuống dưới cái lỗ này. Ừ. Nhưng mà quan trọng cái khối tro này có đi được không không này. Đạp qua té. Bây giờ đeo đạp. Từ nha. Nghiên cứu nha. Đeo được qua nào. Nghe con gì gãy không? À này, ra một cái lỗ cho nó chạy xuống anh. Được em. Anh kiếm chỗ đẹp chứ. Rồi, anh lỗ hai bên. Rồi, uống máu rồi nè. Ê, nó chạy. Mẹ. Kéo bấm kịp mình biến về luôn mà. Nó chạy ra hai bên đấy. Từ để tiền thể cất bớt đồ luôn. Rồi nó chạy xong rồi. Không còn gì nữa. Lấy bếp lửa. Cái bếp lửa địa ngục mới làm ra cái quần. Ừ. Cái bếp nhà mình không thể nấu được. Cái bếp nhà mình yếu. Biến tới không? Biến tới nhanh không? Nha. Yeah. Để chơi nó luôn nè. Ui, mũi tên lửa kìa. Mũi tên lửa địa ngục. Okay. Hãy
cửa hắc diện thạch luôn mà. Đào cái cửa này nè. Ta mình lấy cái này về mình. Mình xây nhà luôn nha. À, lấy được cái lò nung địa ngục chưa? Bếp lửa địa ngục. Lấy được rồi. Cái đó để nung quần địa ngục đó. Bạn làm việc hắc diện thạch. Ghế hắc diện thạch. Đốt quỷ không? Đàn piano hắc diện thạch lên rồi. Cái mỡ gạch hắc diện thạch này về làm gì không? Ây da, chết mẹ rồi. Đá địa ngục. Đá địa ngục. Ở đây được. Anh đau được vậy nó chạy ra phải lại cái chặn lại. Ở sau nó đau một cái trọng á. Đau trọng nó hút. Rồi anh đau đi. Ừ, đau được vậy đó. Mỗi lần đau ít ít vậy thôi. Đau này phải nghệ thuật. Đúng của nó là phải xài thuốc. Là mình bà mình bàn vô luôn. Một con đội tí được chết mẹ rồi, cứ rồi. Con nên về không ta? Hay là khỏi? Khỏi về ha. Cho NPC nó từ đẹp. Anh lấy con khẩu chi. Nhà này sẽ không bắn đâu. Có một lần mình đào nó còn miếng xíu nữa thôi hả? Ờ đúng rồi. Không thể bật video mà. Cô máu đấy chứ. Thuốc kháng lửa. Thôi đại thấy hai cái kháng lửa đúng rồi. Mọc đâu ta? Ờ. Lên xuống bên dưới này không? Đâu một cơ. Úi. Bị hot rồi vậy. Biết. Nếu mình không thì. Nhưng mà biết mẹ. Có một cái đàn piano. Một cái tủ. Rồi xương chảy nè. Bây giờ này đá nhiều thế nhưng mà đéo lấy được nha. Cấp 2.
Còn cứ mỗi cái một ít. Búp bê vô đô, người hướng dẫn có thể trang bị là người tồi tệ. Ủa? Cái đó để mình y tế. Về sau mình ném cái con đó xuống dung nham lên, nó chịu hôi con boss rồi ở địa ngục dưới đây để mà đánh. Thôi rồi con boss ra. Boss phần phải ra, giờ mình chưa đủ trình đâu. Mình phải có phun set đồ đi mà. Nó chịu nổi. Mà máy chơi lại. Và có cái súng black sắc. Điều tình dưới kìa. Đấy, đấy. Ui, có cái gì đẹp ở dưới kìa. Về thay cho cái đồng hồ của Linh nha. Ba cái gì nữa cơ. Buồn kẻ được tử. Hụt cái nó chạy vô trong người cái nhờ. Chết rồi. Đang ngược kiếm về. Mẹ nó rơi tiền nên rơi chung nhằm chạy luôn. Không lấy lại được nữa đâu. Nguy hiểm. Rồi họ chân một cái sự tập trung.
đang đào đào đấy, nó đẩy xuống dưới dung nham thì chết luôn. Wow, đấy, rất nhiều. Ở địa ngục vậy. Cái lò nung nhiều lắm. Đây một cái thôi, đây nhiều để đi bán thì cần một cái thôi. Bên đây có một loại mới rồi nè. Gì? Đây cái nhà mới rồi nè. Đây có một số mới. Đường phố cũng bị cháy nè. Nha. Thấy cái gạch nó đỏ. Tốt cái con này đừng. Chạy đường siêu nóng gạch đá đi. Đùng bao cháy á. Cái gì? Cái gạch này là đùng bao cháy. Cháy. Đừng bao cháy thì bố mày đau. Rồi xong cái con lên kia giữ chết. Cái tường không vào được á. Cái tường thôi mà vào không được á hả? À không phải, đây còn cục. Chạy.
mình lấy tường này về mình làm ở nhà của mình có còn cái đùng nó có bị cháy không nhỉ? Bọn này là lửa hả? Bây giờ phải có trong bia ở trên nhà mình nhé, đụng vô nó có bị cháy không á? Chắc bị cháy chứ, tụi nó đâu có phải lửa. Nhân đây về sao? Làm chát hả? À. Tường đâu rồi ta? Tường đâu rồi ta? Đây về làm chát. Nó bị... 45 cái đây nè. Hả? 45 cái tường đó đây nè. Ghê vậy. Xây nhà cho nơi xì nó cháy rồi. Ừ, lỡ nơi PC của mình cháy. Tìm dòng dưới này mà được 3 vàng rồi kìa. Đó. Mấy cái ổ nó về sau bùa chơi thuốc cao là đau. Nhảy xuống dùng nhà cái tổng là đau luôn nè. 3 phút. 3 phút thằng nào đào nhanh thì thằng nó cứ đào. Thuốc hiệu được 3 phút. Hết đồ hàng rồi. Hết nước đại hết luôn rồi. Hết rồi không? Con nghe nè. Hết rồi. Còn 5 tro à. Rồi. Chắc lên lấy tuyết luôn quá. Về nhà lấy tuyết. Đến như anh đứng đây cho em biến xuống. Ok. Mày nhà nhà tụi nó đang nó đẹp bằng lắm không ta để cho NPC đấy nó đẹp tốt lắm trời dưới địa ngục đang đẹp nha mẹ gì mà mới có 6% về đẹp chừng nào mới xong à. Thuốc vô dịch. Đấy. Tiếp tục công việc. Ờ. Bên đẻ mẹ chú hả? Chắc khi nào phải làm nhiều cái thuốc biển này quá. Ừ. Lợi phép đấy. Rồi ông thấy đi bắt bánh nữa. Dạ. Đấy, khối tuyết làm ăn rất được. Nè, hồi nó chạy, nóng nó chạy. Bây giờ phải đào tính toán hai lỗ đây mấy cái đẹp đẹp cần đây rồi chuẩn bị 1 2 3 4 5 kẹt. Ui, nó cháy gỗ luôn à.
kiên đố đầy được bố luôn đấy. Có cái khi nó đang bị gãy được lời phép. Này cho nó vào cái độ này đi. Đấy. Từ. Ui, anh thấy cái gì được chứ không? Cái gì? Tại cái rượu mà có cái lỗ chìa khóa chứ không? Từ đã nhảy vô cái nào mới. Cái bị cháy. Nước không? Nước ở đây đây nó bốc hơi, nó bay hơi hết luôn. Giọng người em nó nước nó bay hơi hết luôn. Ui, cái rượu này màu tím. Phải có chìa khóa màu tím mới được. Chìa khóa kim cương mới được. Trời chạy đi. Tới không? Ghê, dùng bay vô ghê. Bạch anh có phải thấy chìa khóa màu tím không? Bên có chìa khóa màu tím không? Anh không biết. Trời đá, nó đang chìa khóa màu tím thôi. Em nhớ em có thấy ở đâu lại đấy. Hình như ở nhà mình có nhưng mà không có mang cái gì. Nhớ anh bỏ trong rương quá trời chìa khóa mà. Anh có thuốc biết về không? Thuốc biết về hả? Không, thuốc teleport. Có. Anh lấy vài cái chìa khóa anh chơi. Nên nó vượt con đét á. Đi con mày nó lấy khóa được mày nó lồn chắc khi nào bên xuất hiện nó mới xuất hiện mới chơi á, không bên mình đi tới phạt là nó lại tiếp tục quá nằm ở lại được im tối để đợi à để biết đặt đâu. Con chó này bố mày cay nhà mày lắm rồi đấy. Vô tới nhà của bố mày chơi mày. Mãi mãi
khu nhà tao chơi. Đó. Cút nghe. Cái hồ bơi của tao mà mày đứng trong đó ngon lành mày. Quá đâu rồi. Chỗ này hả? Lấy cái cây lửa. Bên dưới nó còn mà sao? Còn gì? Còn rơm nữa rồi. Bên đây có nè, bên đây có hàng. Ui, vãi. Bên đây hàng. Hàng nhiều thế. Bên này hàng nhiều. Dầu. Holy fuck. Có cái địt con mẹ. Em ơi. Yeah. Yeah. Ui ui ui, xoay xung quanh kìa. Kiểu bảo vệ á. Xoay xung quanh bảo vệ. Từ từ nha. Một hit là chết luôn đấy. Em biết đam bao nhiêu không? Vậy em nhập thế hả? Em biết đam bao nhiêu không? Bao nhiêu? 89. Vậy, hát vậy.
đảm bảo đi. Nó màu đỏ luôn mà. Đỏ luôn. Ừ. Kinh phải chứ. 89 sát thương gần chiến, 11% tỷ lệ chiến mạng, tốc độ rất chậm, bật lùi rất mạnh. Tổng 17 sát thương, 17% sát thương mà trừ 10% bật lùi. À, kinh khủng. Có đồ chơi mạnh rồi đó. Đồ chơi mạnh đấy. Ôi, chết mẹ, ra một lỗ. Đồ chơi mạnh đấy. Nhặt thêm cải nữa. Phải thằng hai cải chơi cho nó quẩy. Nếu mà mình dí chuột ấy là nó quay vòng quanh để coi nó bảo vệ xung quanh. Bảo vệ xung quanh mà nó kiểu bảo vệ cho bạn dưới nè, bạn dưới khó đánh á. Còn một bất là chuột đẩy đâu thì nó thả cái nó để công thủ tăng toàn diện không. Thích thủ thích đánh rồi. Nó có bật nữa nè. Tường nè. Bật tường quay lại nè. Không. Okay. Má cái này mà lên đẹp bọn quái trên kia thì anh nhầm gì cho. Đợi cho nổi vậy. Ây. Leo vào dây leo đây chứ nè. Nè đào cờ địa ngục này về làm gì chơi. Bom nè. Mẹ đầy mẹ đây. Thuốc hồi năng lượng, tăng khả năng hồi năng lượng. Holy mail. Ba đồng. Ủa cái chìa khóa này là mình dùng bệnh viện đúng không em? Bệnh viện. Thế nào có mất không? Nhặt được một con rồng. Ô. Chết mẹ. Dạ. Này đây. Từ đây. Còn tròn đây. Tròn mưa to nè. Lấy đồ cái này. Sắp thành cùi tổ siêu xe giả hết trơn. Đồ mạnh thế này. Má rồi chơi nhiều thế nha. Đầy ba lô mẹ rồi chơi sao? Thế có bật ra. Anh đi về đó nha. Mẹ nó đâu hết rồi?
À, bọn mày. Mày biết tao nghe không? Đó đẹp được không? Đẹp, đẹp, ok không? Đẹp mạnh luôn đấy chứ. Ngọt luôn hả? Chị mang lấy được chấm không? Chị mãi chắc không phải lên trang máy. Hồi phục 90 máu, giảm thời gian hồi chiêu của lò, thuốc chiến đấu, thuốc hồi phục nhỏ. Thuốc hồi dung, thuốc hồi năng lượng, tăng khả năng hồi năng lượng, dùng một lần nè. Đánh rơi cả cửa luôn mà. Còn đất không? Để chơi sao? Tìm cái gì đó. Đất 87, đất xét 11.
Không, đất sét để lại. Tôi để lại này. Tôi bằng 43 này. Ê, bằng trượt chưa? Về sau đã chùm chưa lắm. Vị tinh. Dùng xe. Gạch đỏ. Cuối cát. Cát làm gì? Cát thì đặt ra nó rơi. À. Cuối phù sa. Giờ còn được có 87 đất à. Đó mình xuống mình đào khối bùn ấy gì khối gì dưới đó đó. Khối chó đi. À. Đi tìm chỗ nào nhiều đào giữa. Bay lên trên á. Ừ. Bay trên mà đào cho rồi. Nè, quãng đường mình đi xa vậy. Sau là mình đánh chung đó là chạy trên cái đường này mình làm. Chạy này không? Hả? Cái gì vậy? Chạy không? Cái gì vậy? Vũ khí mua đời à? Vũ khí đỏ. Phải. Được. Mà nó thường dài hơn cái con cá này thôi. À. Hợp lý nha. Cảnh chiếc. Hợp lý đây. Bót bút. Anh giờ có chiếc cao. Anh giờ anh giáo dùng trường nữa. Anh dùng hoa. Đi nãy á. Vậy. Mà tốn năng lượng phải cứt ra. Nhưng nó không có, nó nảy, nó rơi, nó nặng lắm không? Nó không có bay như cái kia. Tâm gương thì chơi cái. Coi này. Giữ lại. Để bay rồi. Giữ bay, nó đụng, nó có bị gì sát thương không? Ờ, nó cũng bị mà. Bị luôn hả? Bên đây nhiều đồ mà không lấy à? Được. Này, lấy chặt cho đấy. Thì đi xây đi, anh đào cho về. Ê, có bức tranh rồi. Để mấy bức tranh rồi. Đang bức tranh mà bên kia kìa. Ê, đồ chơi. Kìa. Có gì nhiều, anh nhiều lắm. Anh có cái chìa khóa, cho em cái chìa khóa mở chơi. Kìa. Đây, để lại mấy bức tranh về chèo tường chơi. Đây có bức tranh đẹp kìa, trên cây gì kìa. Này là, đây là bàn nữa. Gì vậy? Gì mà như sao rơi vậy? Đúng rồi, nó chịu sao. Ui,
để có một cái đường đồ hàng nha. Okay. Mở bạn nó có được được chơi gì ok á. Đi đâu à? Nó mở ra thêm cái cây. Cây tám. 80 đạm á, ok. Lao liu biết bút mày em rít lên 108 luôn ạ. Không đâu. Bên đây, bên đây. Đó, anh theo đường cái dây xuống. Cái dây bên đây nè. Con quái này kìa. Xuống dưới cái nhà xong rồi đi xuống là có cái phòng cái nhà. Vẫn còn giáo bóng đêm màu cam em ạ. À, bao nhiêu đam? 31. À, rồi, bao. Rồi, bá đi. Nó không ra cái chùi, ngon phết.
Ô, đùa chơi, đùa chơi. Lại đùa chơi. Đã đi được một nửa chặng đường. Chừng anh em thấy cái gì thôi. Chơi ra đi ăn. Lấy cọc được bảo đấy. Mấy cái ngọc lục bảo lâu lâu mới được cục hai cục nhỏ nhỏ. À. Má nó đẩy mình xuống dùng nhà em chết dữ luôn ạ. Thích chơi trong chơi ngọc. Mắt mà. Thích chơi trong mắt ba. À, chết hay thiệt. Chết mà nó còn búa nhỏ bên mẹ. Thích chơi trong mắt ba. Và không thích chơi nhưng mà thích chơi trong mắt ba. Đây rồi, bức tranh tuyệt vời. Mũi tên đi, 83 mũi tên. Lâm mũi tên như này, mũi tên dây tơ. Mũi bỏ vào hết, không được. Xem chết à.
Mẹ, đây còn một cái rương. Mình không biết là rương gì. Vàng hay rương kia nữa. Làm con cả xe cù la này khó thế nhở. Là cái gì? Thì cái người để làm cái thuốc xe robot của mình nha. Là cần một bình nước, một con cá xe cù la và một cái bít lên rót. Cái bít rót thì mình trồng đầy nhà thôi, thiếu một cá xe phu lá chắc đi câu, cá nó phải đi câu. Cá xe phu lá làm chục bình. Em kêu em lượm cái hoa gì mà em không lượm à? Lượm rồi. Em bao nhiêu cây? Đang có 7 cây nè. Trên người anh có mấy cây nữa? Ồ, ở nhà thôi, mò nó cho nó lớn, thêm 2 cây. Ngon. Ngon. Trong tiếp, trong tiếp. Tại sao mình làm nhiều cái chầu lên nhờ? Chầu cái rọt, rọt hay đặc. Chầu với lít. Chầu cái rọt. Mấy đây hoa này nhiều vải lồn đấy. Hoa đỏ đỏ hả? Hoa lửa ấy. Nó. Mình có cần nhiều không? Càng nhiều càng tốt. Hạt giống luôn này. Có hạt giống của hoa đó luôn.
Holy moly. Mẹ mày. Cục địa ngục đốt cháy kẻ thù xung quanh. Nhẹ như lông. Mẹ mày biết để bố mày lấy đồ dùm cái. Chết chưa? Nè em. Đi về cho nhà đây. Xuống nhà như lông. Nhà như lông. Rồi vậy sao chết được phải không? Ừ. Cái đó dành cho những người sợ rơi. Mẹ có trong trong hòm thì cứ lấy mà uống chứ giờ biết sao giờ. Mẹ con này giờ nó nâng cấp rồi hay gì vậy? Thử cảm giác nó về chung hả nó. Đeo có cái hình nhân ở đây. Có hình nhân là làm để thử chung bay ra. Em muốn thử cảm giác dùng một cái bông hoa 59 sức mạnh chất vào không? Yeah. Nó đù khó chịu thật chứ. Em đang nói là cái hộp mà bây giờ thằng nào thằng chưa nhận hết. Ok được đó. Bây giờ đi đào ấy. Đây rồi đó, đủ rồi, giết chung rồi đó. Quá dài rồi. Từ. Đó về xong rồi mình vừa chạy vừa bắn quay ra sau bắn chung thằng chung nó cứ đuổi theo mình rồi nha. Mình là cứ bắn vậy. Nếu mà hết con đường mà mình chưa giết được nó thì mình chết. Bông hoa 70 được mình hết thôi. Bông hoa mua rơi nào đây. Cái cho đây. Lại cái chữ. Bông hoa mua rơi à. Nhưng mà nó bắn kiểu quỷ đào là khó chịu quá. Nó nhảy, nó bật nhảy không? Vãi một lưng một cục mà nè. Thôi chỉ là to đạp to nhưng hết máu rồi kìa. Đạp thì to nhưng mà
có vẻ không ổn cho lắm. Hai cây này là đang đuổi ma thuật, đang ma thuật. Giờ làm gì đây? Giờ làm gì đây? Giờ đi đào mấy cái chế thuốc xong đi đào mấy cái quần kia làm đất đồ đi mục. Đất đồ đi mục. Ủa? Đây là còn hòm mà chưa lấy à? Còn lấy đào tranh kìa. Bức tranh đẹp kìa. Ok ok. Em dưới đẹp lắm. Nhẹ như lông. Mẹ nó nhẹ như lông, nó rơi khó chịu trời. Dưới đây hòm, quá trời hòm này không lấy à? Hòm đâu? Nè bình nha. Mấy cái nó đập ra là toàn mũi tên hay gì mà tiền luôn nhiêu. Tiền 22 vàng này em biết không? Kìa vậy. Ừ. Tiền là chồng mấy cái hòm đó hả? Ừ. Thì tiền là ngủ thôi. Để đi múc cái nước nha. Ok. Về chế thuốc, về chế thuốc. Chế đồ, chế đồ. Mỗi thằng uống một bình xong rồi thấy không? Thấy chỗ nào mà tập trung nhiều quặng á, xong rồi tranh thủ uống một cái xong rồi lấm. Đâu rồi? Đi. À rồi đấy nha, em về nhà chế thuốc. Thuốc gì? Thuốc đào, để đào cái quặng đó đó. Cái quặng lửa này nè. Đồ anh có một đống trên người này. Đi, thay kia nữa. Ê, quỷ sách gì kia? Người hái quỷ. Người hái B đấy. 38 sức mạnh phát triển. Trời ơi. Quyển sách của nó. Ừ, đúng rồi, nó sai. Bắn chừng nào mới chết rồi. Hết mẹ nó mà sách quỷ rồi. Ai về trước đây? Em về đi, về chế thuốc đi. Chế thuốc cắt đồ luôn. Bước chân gì đây?
đất làm lúa. Thuốc kháng lửa. À, màu tím ạ. À. Ừ. Tím tím, đúng là mình đang chuẩn bị làm cái thuốc đó đó. À, vất cái gì bây giờ nè, cối đá. Này, thuốc kháng lửa cung cấp khả năng nghỉ nhiệt với dung nham trong vòng 6 phút. Hợp lý, hợp lý. Hát diện thật. À, cây lửa, hát diện thật. Với cây sa mạc. Cây sa mạc có bao nhiêu cây? Ồ, cây sa mạc có 16 cây. Thoải mái luôn. Làm này, 10 bình, bộ thằng 5 bình. Ờ, mà có 9 cây lửa. Làm 9 bình. Làm 8 bình thôi. Anh có 6 cây lửa nữa nè. Thật ra đang 8 bình trước mỗi thằng 1 bình. Quảng hắc diện thật. À, 9 quảng, à 8 quảng. Quảng kết thúc. Đây rồi, bạn xin đây rồi. Cái bàn xịn này đúng là xịn thiệt nha. Làm được 10 bên luôn. Là nguyên liệu đây chỉ 8 bên thôi, nhưng mà nó có tỷ lệ là không tốn liệu. Là mình làm được 10 bên. Hoa hạnh. Mỗi thằng làm bên luôn. Đào càng nhiều càng tốt nha. Thành thủ cái bình rồi chậm số phút đó. Đào càng càng nhiều càng tốt. Quên mình có thuốc dịch chuyển. Đấy. Về đấy nha. Yeah. Anh về dẹp đồ. Hóa diệt thật. Giảm sát thương khi trả vào nhúng nhá. Có thể tráng bí. Hợp lý. Trang bị rồi. Mày là mày con quái vật này nó có tỷ lệ rơi ra đô của nó. Nhưng mà tỷ lệ rất thấp. Mình cần phạm nó nhiều. Anh về anh cầm theo ít gỗ làm cái bề để mà mình đi. Bề hả? Lấy bề hắc dịch thạch không? Mấy cái? 16 cái. Không được. Vậy mang cho em mấy bình máu đi. À, quên mang bình máu theo. Bình mẫu 2 cấp 1 giờ.
cờ tí nữa về treo sau vậy. Mình đào chắc đéo nhiều đâu nhỉ. Đào có bao nhiêu đâu. Nhiều ạ. Thằng phải 300. 300 thì dư sữa. 300 bằng ạ. Thằng 300. 300 thì làm gì mà hết ô được đúng không? Cầm gỗ thôi đúng không? Cầm gỗ với thuốc kháng lửa này. Thuốc hồi máu, thuốc kháng lửa em có 10 bình hàng ngàn bình. Hồi máu rồi ok. Ô mình là thuộc dạng là hết mẹ rồi đó em ạ. Cái gì? Gần như là mình đi sắp hết cái map mình rồi đó. Đào cái tận cùng địa ngục cũng được. À, mình chưa lên chơi thôi, thiếu lên chơi rồi đó. Đây nè, rồi. Rồi nè, lên chơi mới vậy. Ngon. Rồi, có khăn lửa nè. Rồi. Giờ chỗ nào nhiều đây, chỗ dưới này nhiều đây. Nhiều vậy. Em đào quét khu này, anh đi tìm một cái khu mà nhiều. Ở đâu? Đây, em đào cái khu ở dưới này. Thấy không? Khu dưới này nhiều vậy. Trên thủ bộ rồi bú. Ở dưới đây có hòm nữa nè. Nhớ, nó có hiện số phút ở đấy á. Gần hết rồi nhớ bóng biến về hoặc là uống thêm một chai khác luôn nha. Lò hoa hắc diện đào công việc và anh nó lừa chỗ chưa chưa ra được đây ra một đống đó. Phải. Không lên được. Chỗ này ít quá. Khu này cũng được. Đấy, khu này nhiều nè. Đào hết khu này xong rồi qua khu khác. Ok. Thôi, tấu chạy. Khu này không? Xuống, rồi uống vô xong rồi xuống bằng cái đường kia. Anh uống chưa? Rồi. Rồi, nhảy xuống đéo đi. Mẹ rồi bơi lên kiểu gì? Vậy anh. Có dễ không? Ốc mèo hay gì? Thời gian ở đâu vậy? 6 phút hả? 6 phút. Ở trên cái kia đó. Ok, 6 phút. Anh thấy con 1 phút là uống em mới vừa đó. Trên thủ đao càng nhanh càng tốt. Áo bình này là bơi về là vừa biến về luôn. Biến này
tầm khoảng 300 cái rồi. 300. Thôi nè, đi một mod được chục cái không? Chục cái, gần trăm cái chứ. Trăm cái luôn, đi một mod là trăm cái. Để 40 đào không được, xem những trăm thì mới bắt. Đào sao mà kiểu chưa đường lên nữa. À đào hết rồi thì đeo được. Em biến về luôn chứ. Mẹ anh bị con quỷ này. Bắn đứng lên nó bắn khay. Khay thế à. Em bố mày đào lên bố mày chém cái cha luôn này con. Lò thuốc là thuốc cho nó không chính xác quái là mình uống vô cái đó rồi đây là hai tiếng này anh không có mang nó đi uống vô để rồi uống cái thuốc này vô nữa đi đào là đúng yên tĩnh yên bình bỏ thuốc đó nha mẹ. Để nha, hàm đau hết, hết thuốc chết luôn. Chết thì mất mấy trăm bạc, mấy chục bạc. Mẹ có này. Chúng là cái nhiều nó sáu viên một quả. Mẹ uống nó đéo còn dồn nhỉ. Nó có hiện giấy mà là cứ thấy một phút. Ba mươi giây uống. Bây giờ uống đeo kịp chết. Gì đấy, thân tiêu gì đấy. Nghe từ thân tiêu là xuống ở tầng cung của địa ngục. Em xuống đây à. Cái đáy luôn hả? Em đang đứng ở dưới đấy mà không cái map nó không kéo được luôn. Cái nó cũng ra thành tiêu nữa không? Thành tiêu. Anh phải đào xuống dưới đấy thì. Anh đang đào ở đây đủ mệt rồi đó. 250 mà anh ơi. Anh tiêu đó lấy được gì không? 18 giây. Có anh, để sau này mình nhìn lại là thấy mình đã hoàn thành cái thành tiêu này.
Vậy thôi à. Chứ nhìn thấy nó tối khó chịu lắm, con mắt mình kiểu khó chịu vậy. Thành quá đạo game này rồi đúng không? Ờ. Khó chịu, kiểu hay là quá đạo game chứ. Rồi nhìn vào cái đống xanh tiền, thấy cái tối là vẫn chưa đó. 5, 6, 30, 30 phút. Thì giờ cũng phải đào xuống tìm cái đáy thôi. U 270 rồi nè. Thôi mù đào nhá. Lo thứ hai thôi, 200 mấy rồi. Gì sao? Cắt đào, cố càng nhiều càng ít. Thà dự trữ được có thiếu thôi. Thiếu bực lắm. Thiếu rồi mất công nó xuống lại nữa. Đang làm cái ngủ thì vẫn không quá thiếu cái đôi giày. Chán. Đây là mình sắp xong mè với địa ngục rồi. Còn bên trên còn cái gì nữa đâu. Trời, đi lên trời à? Không, game này nó còn bên đây nó bên chưa có ải một nữa. Nó có bài rồi. Với xong hàng chục này là thế giới nó bước qua một ách 2. Sao nó bước qua một thế giới khác luôn. Chúng phải xây lại từ đâu à? Không, nhà cửa mình vậy, nhưng mà quái đồ gì nó đổi quái mạnh hơn. Quái khác, quái là rồi quằn mới. Quằn nó khác luôn. Rồi đánh chừng nào xong. 10 đập vào có đây. Khi nào mà giết tộc người đập vào boss, ok. Có đạo. Anh từ rock button là anh từ chạm đáy rồi hả? Nó hiểu lên chưa? Anh từ rock button này. Bad rock chưa? Nó nổi lên, nghe nhạc tao biết mà. Nhưng mà anh chưa xuống tầng đáy. Mấy chỗ đó nó hiện chưa? Đâu nó hiện rồi. Nó hiện ra được rồi. Thấy cái màn hình nó đứng yên, nó kéo xuống rồi lên rồi. Dạ, bên đây một đống. Đào xong cái này mình lên chế độ xong cái mình bắt đầu mà còn quê nha. Đó. Dễ như phá đào cho mày được. Thế là mình bắt đầu rồi á. Bắt đầu à? Sao hơi quả bên đó cậu ấy má mày máu một ký phải nè. Đục đam trở lên cái chuyện rồi đó. Học trâu lắm. Đục đam hay chục ca đam? Đục đam á. Là phải 500 gram. 100 gram. Nó đánh mình nhiều, mình đéo mà áo giáp vậy á. Giáp bro nó đánh đấu mấy cái chữ. Em chơi game này thôi. Nó mới phiên bản nó mới mới ra, nó ít đồ lắm, nó có mấy cái vũ khí ít lắm, không có mấy cái vũ khí bây giờ. Bây giờ nhìn là lắm ạ.
mười mấy giây à? Đấy. Wow, nhìn lại mười giây à? Ừ. hai chục giây gì á, mấy 20 giây vậy? Thuốc này mình chai trong để làm cái này thôi, về sau không chai nữa. Ngàn này. Hả? Nửa ngàn. 500 thôi á. Ừ. Ghê vậy. Tí rồi phải lên đào hạt đi hết. Đấu đấu cục này với một hạt điện thật là ra một thôi. Đêm đi đập đá. Đá khu này hết mẹ rồi. Cái căn con chuột nằm ở giữa là cứ biết là mình nằm đó thôi chứ đéo có gì. Mình vẫn chưa đào được kim cương ở đâu nữa nha. Kim cương. Cái bản kim cương đó có lắm. Cái túi kiếm. Nó là ngọc. Nó là tính là ngọc. Nó chế đồ kiểu pháp sư gì. Bao giờ mà chế được cái đồ đó, mấy đồ ngọc đó nha. Càng thế giới thứ hai thì mấy cái đồ đó vô dụng. Chịu không phải gửi tiền sao. Ở nhà mình còn đồ đồ làm bộ giáp. Giáp như em không ta? Giáp như em đi sống hàng trăm và em lên giáp địa ngục chứ em đặt giáp như em yếu lắm. Nó tăng giết quái vượt chết nhau đang rơi tới chơi rơi thuốc. Nó tăng được mana. Quái vượt chết nhau là mấy tuổi sơ lính. Tí nữa về cơ hội lấy thêm con yếm tuổi sơ lính nữa. Nhảy làm gì? Đánh con boss cho liếm á. Rồi ra cái con nhảy á. Mua mệnh người mà chạy ra rồi. Còn mệnh nhảy có tiền mà. Nhảy cao ấy, chứ đi chầm ria. Mệnh dân có tiền mà. Tính ra mình phạm cái khoản này không để đi mán tiền nhiều nè. Nè đi bán cái tiền thẳng á. Tí nữa về làm nhắp dư ra để đi bán. Quảng điện mục. Thì là mình phải còn. Má nhìn lên 2 phút được 2 giấy hết luôn. Đây.
Má mình lẹo thầy gì mình thầy mất bầu à. Đi ra kìa con này. Nghe không nghe tiếng à? Có nghe tiếng được. À, đào từ rõ một quả bên đây luôn. Đây anh đào bệnh hết rồi à. Đâu không phải đây, không phải anh đào. Nó là như vậy đó. Cái đường nào đường thẳng 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 ngang qua là anh đào á. Còn nhiều chắc đủ ở sọt chậm đi về thôi. Anh lồn rồi em ơi, rơi 24 bạc rồi. Má quên à. Đang cố gắng bơi trong dung nham. Đang cố gắng bơi trong dung nham. Hay vậy. Gì vậy? Thì kiếm chết nhơn thôi. À. Kiếm để con đuổi. Để cho vui. Bố mày. Đây là lúc test. Của mình mới rơi 24 bạc. Đâu hết rồi nhỉ? Cái đó nó từ bay hay là gì? Ừ, nó từ dí hoặc là mình điều khiển đó. Nhưng mà thôi điều khiển mệt lắm. Cái đéo nào mà rơi. Ý, bót rồi, rồi. Để lúc rồi. Để nó cho bót thử tức. Bố mày tăng luôn nè. Đó nè, bố mày tăng luôn nè. Chết á. Đấy rồi, cây gậy của mình. Chết. Này thì chết. Rồi ra cái gì á? Rồi ra cái gì ra? Phải bật kia rồi, rồi anh rơi xuống. Không thể đây. Hả? Họ có. Ủa sao nó cứ hiền lên. Hiền gì anh? Hiền là lượt được một vàng bao nhiêu rồi được á. Con này ông cái gì cho em. Không biết. Mũi tên địa ngục 562 mũi. Vậy cần lồn ít xài cúng nhờ. Thường thường thì nó chỉ ghé đây ta xài cúng. Anh lập được một cái máy. Cái máy này mình cũng có bên kia rồi. Rồi đặt mẹ đây cho đẹp đi. Rồi đến lúc lấy cờ ra treo nè. Điên nào nhờ. Treo trên đây nó có tính không ta? Hả quá thì chịu. Treo đây đi. Bam. Cửa hắc diện thạch. Rồi smile. Bam. Đưa đây. Đeo thêm cái cờ. Em
em cờ dung nham mà đi treo ở đây rồi nè. Em mình cờ gì nữa không ta? Holy shit, anh lầm được cái móc smile em ạ. Móc smile? Ừ. Đâu? Đi, đi ra ngoài test đi coi. Được, được, được. Anh được, ngươi nhìn, vậy là nó giống như cái móc nhìn nè. Ủa, bỏ được 2 ô không? Em nhìn là em bỏ được 1, 2, 3, 4, 5, 6 ô. 7 ô. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 3 cái hả? À? Anh 3 cái, à em 7 cái được. Ấy thêm 3 cái cũng kinh rồi. Đỡ hơn cái móc của bên 1 cái. Ừ. Nhưng mà nó ngắn hơn. Nhưng mà nó kiểu nếu mà kiểu đao quằn hay gì là nó ok hơn. Ừ. Nó cố định có thể nên. Đây này. Đây, 600 cái. Cái một một chấm quần của anh để đâu hả? Trong hồng quần ấy. À đâu? Ủa? Đào nhiều lắm mà ta. Sao còn được có 6 quần vậy? Hay là dưới nhà thôi. Em quyết là anh quăng tùm lum. Thôi nè, em bấm vô sắp xếp nhanh á, cái nó đi nó quăng đi đâu hết mẹ rồi. Đây nè. Nó văng vô đâu rồi? Đây, 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 đây. Trên người còn không? Trên người 600 mấy nè. Vẫn còn 600 mấy trên người? Không, 600 mấy trên người là của anh bắt vứt á. Ủa, đâu mất tiêu mẹ rồi? Nó lọt vô cái rương rồi. Lượm được bao nhiêu? Lượm được 652. Anh mới quăng thêm 7 viên nữa đúng không? Ừ. Đây. Đây, 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 đứng yên. Đó. Ờ, được rồi. Nhiều. Ngàn mấy luôn. Ngàn mấy, trên ngàn rưỡi. Má chừng này bán lấy tiền đi. Rồi bây giờ đi đào hát diện thạch nè. Hát diện thạch có 6 không đủ rồi. Bây giờ lấy số nước, mỗi thằng cầm 10 số. Từ cất đồ cái đoạn nào. Dài ninja thì tăng 3% tỷ lệ chí mạng, 3 phòng thủ. Nhà. Giá trị tự đem này làm xong quần rồi đem đi bán đi ơi, dâu một bộ đông vừa ra thì ống quá bóng gai bom cái lò này có xài không lại đi nên bỏ trong thuốc đi bỏ trong đàn thuốc nổ nghe đó. Và trong đó có xài thì lấy xài. Này cái gì đây? Lò hóa. Đây đang đội. Đội cánh cửa của anh ơi. Đó. Băm. Vậy. Cửa đi mục.